Chị chào em. Dạ. Chị xin hỏi em, tên gì vậy? Em tên Cao Thị Cúc. Cao Thị Cúc, cưng sinh năm mấy? 1967. Rồi tại vì chị thì chị nghe có một một người ta chỉ, người ta nói hoàn cảnh của em đang bệnh mà không có tiền đi bệnh viện hả? Dạ, em không có tiền đi bệnh viện chị. Rồi chị hỏi thăm em ha, bây giờ như vậy. Cái bây giờ trước tiên thì chị cũng không biết là xin được cho em bao nhiêu. Hang thì bây giờ chị xin phép em là cho chị quay phim, chị ghi hình để chị báo cáo với nhà hảo tâm. Dạ. Rồi sau đó thì chị cũng đồng thời cái song hành với cái đó là chị đăng lên, chị gieo duyên hả, nếu mà nhận được yêu thương tiếp theo á thì chị sẽ trở lại với em. Dạ. Thì bây giờ trước tiên thì bây giờ em nói là em là bây giờ hiện tại bây giờ là em Cao Thị Cúc, sinh năm 1967. Em hiện tại bây giờ có được cái thẻ bảo hiểm. Dạ. Có được cái thẻ bảo hiểm này thì nó cũng đỡ cho em là không, cũng không có tốn bao nhiêu tiền bằng cái không có bảo hiểm. Thì chị xin phép em đừng ghi hình, đừng chị đăng lên ha, là em đồng ý ha. Dạ. Rồi em có một đứa con hả? Em có một thằng con trai à. Nó bao nhiêu tuổi? Nó nay 22 tuổi. À. Rồi chị nghe nói là đi làm ở trên cà phê Lãng Du hả? Ở quán cà phê Lãng Du. Rồi nó đi học nữa hả? Dạ, vừa đi học vừa đi làm. À, thì ở cái chị này là ở sớm hả chị? Dạ. À, cũng tại vì khi mà tụi mình đi làm á, thì cũng muốn nó không phải là mình giúp người ta vài trăm ngàn mà mình phải điều tra, phải hỏi người ta đủ thứ. Dạ. Nhưng mà cái là cũng như là muốn giúp là giúp cái ngặt chứ không phải là giúp cái nghèo. Dạ. Thì chị cho biết là cái chuyện này chị ở đây là bao lâu rồi chị? Chị ở ngay chắc cũng 6-7 tháng rồi chị. À. Nhưng mà hoàn cảnh của chị thì em thấy khó khăn. À. Thì chị lúc trước chị đi làm thuê cho người ta ở Bình Phước á. Dạ. Rồi giờ chị dịch này chị không có làm được, chị về đây. Dạ. Thì chị bệnh nay là cả tuần rồi. À. Thì em ở kế bên thôi, nói chứ em thì giúp, ví dụ như chị không có ăn thì em cho chị ăn thôi. Dạ, chứ dạ. Tiền thì em không có tiền, bản thân em dạ. Thì cũng còn thuê nhà ở thì dạ. Chị cũng thuê nhà. Nhưng mà nhờ lòng hảo tâm của mấy chị á, giúp cho chị yeah. Để trị bệnh chứ có một mẹ một con hà. Ừ. Thằng nhỏ thì mới có hai mấy tuổi thôi mà vừa đi học vừa tự lo mưu sinh nữa. Ừ. Rồi giờ mẹ bệnh vậy rồi đó, cũng đâu có tiền đâu gặp nhà trọ nữa. Yeah. Thì Linh cũng muốn hỏi để khi mình trình bày với nhà hảo tâm đó. Yeah. Thì nó phải rõ ràng cái gì đừng để mình biết xin được trợ duyên. Yeah. Thì ngày hôm nay thì sẽ Linh trước tiên thì Linh xin đại diện nhà hảo tâm Ly Võ. Nhà hảo tâm này là của gia đình thiện nhân, của gia đình thiện nhân thông qua em Ly Võ, em Ly Võ gieo duyên á, thì Linh có giữ của em gia đình thiện nhân. Thì bây giờ Linh xin gửi em 500 ngàn. Dạ, ha. Thiện nhân ơi, với dạ, Ly Võ, hôm nay chị Linh là ngày 17 tây. Nay ngày 17 tây tháng 3 năm 2021, Phương Linh Mỹ Tho xin được gieo duyên với cái hoàn cảnh của em Cao Thị Cúc. Của em Cao Thị Cúc để có được cái tiền để đi vô bệnh viện để coi bây giờ người ta sẽ vô đó đựng người ta coi có em bị bệnh gì. Dạ. Chứ bây giờ nghe nói thì nó đâu có biết là chính xác là bệnh gì ha. Chị khám hôm đó em chở chị đi xét nghiệm máu giùm á. Ừ. Thì chị bị tiểu đường, dính vô tiểu đường. Ừ. Rồi mấy ngày nay thì chị đi khám ở ngoài thì người ta nói chỉ là bị tai biến nhẹ. Ừ. Rồi thêm bị viêm tai giữa nữa. Ừ. Thì giờ nhờ hảo tâm giúp chị đi vô bệnh viện. Em chào chị quay em chút xíu ha. Dạ. À, đừng để cái này mình làm cái việc thiện thôi. Dạ. À, còn ở đây mình là địa chỉ phòng trọ số mấy gì? Em đi được cái phòng trọ này của ai? Phòng trọ của dì Tư Toàn. Dì Tư Toàn ha. Dạ, là có nghĩa là mình đi ở cái hẻm nhà xe thờ. Tân Lập Thành. Dạ, dạ. Cái hẻm nhà xe Tân Lập Thành chạy thẳng vô. Dạ, có cái hỏi nhỏ. Hỏi nhà trọ của ông Tư Toàn, của dạ, bà Tư Toàn. Bà Tư Toàn. Ờ, nhà trọ của bà Tư Toàn ha, thì dạ. quẹo trái vô phòng này, phòng số mấy này? Phòng cuối tại ha, nhà này có 3 phòng à. Dạ. Rồi bây giờ đây là cái số điện thoại của chị Cúc. Số điện thoại của chị Cúc đây quý vị là 0966618059 ha.
thì bây giờ Phương Linh mía Tho xin được gieo duyên ra rồi hả? Nếu bây giờ gieo duyên ra em thì em có được 500 ngàn, thì bây giờ em sẽ nhờ một người bạn đưa em vô bệnh viện ha, đưa em vô bệnh viện để đi khám coi là như thế nào, rồi chiều tối thì chị sẽ trở vô bệnh viện nữa để coi coi em nằm ở phòng mấy, giường số mấy, để rồi coi cái kết quả của bác sĩ khám cho em là cho biết em bị bệnh gì. Rồi tùy duyên nha, chứ không phải là bao hết cái bệnh, tùy duyên. Ví dụ vô đó rồi hả, nếu mà coi được cái giấy bệnh của em bệnh gì nữa thì chị đăng lên, rồi cũng hy vọng là em nhận được yêu thương. Thì lúc đó là tùy duyên, nhà hảo tâm người ta trao bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu hả cưng. Cái này thì em có sổ bảo hiểm của bác sĩ bệnh án rồi, có nhập viện, nhưng mà bắt tạm ứng nên chị không có tiền tạm ứng, chị mới đi về. Kêu hồi nào? Dạ, nhập hồi nào? Người ta cho cái bệnh án luôn rồi, đầy bắt nhập viện. Dạ, dạ không bắt nhập viện, em đi về thôi, bắt nhập viện em về. Người ta kêu nhập viện nhưng mà chị không có tiền tạm ứng, em đi về thôi. Còn cái đó là bảo hiểm ấy, còn cái bảo hiểm này là bị bệnh nặng lắm rồi chị. Cái cuốn đó giờ là kể như em không có xài, em chỉ xài cuốn mới thôi. Rồi hơn giờ đấy, chiều tối nay để bây giờ em đi vô trỏng em khám đi ha. Rồi em đem theo sổ bảo hiểm này kia nọ. Rồi bây giờ ngồi dậy thì hồi sáng tới giờ ngồi sao? Có người ta lại người ta chăm cứu hả? Có bấm nguyệt hả? Dạ, bấm nguyệt ông đó, mình Bến Tre. Hôm qua em nằm không à. Cái chị của chị này kêu lại đó chị. Như lại bấm nguyệt mà thì sáng giờ đi đứng được, em đi đứng được mà em ngồi không được. Mỗi lần em nằm là em ngồi không được. Cái này là bệnh án em này, là bác sĩ là chẩn hết luôn trong này luôn. Em cũng bị bệnh quá. Tại vì giờ vô bệnh viện là bắt tạm ứng mà. Giờ vô là vô bắt tạm ứng cái em đi về. Em vô rồi em đi về. Thì giờ vô thì có 500 thì đưa ta 500 đi. Ha, bây giờ sách theo giấy tờ đầy đủ. Quý vị ơi, hồi nãy tới giờ á, là tại vì lý do làm sao Linh kêu Cúc nằm xuống là tại vì Cúc ngồi lâu quá thì Linh thấy cũng thương quá, cho nên á, là kêu nằm xuống cho nó đỡ đó. Rồi thôi giờ Linh cũng về ha. Rồi chị hai kia chở đi. Rồi hy vọng vậy đi, rồi cho em trị hết bệnh nha. Rồi thôi nè, em có lời nào nói với nhà hảo tâm đi. Em thì cũng khổ quá, thì nhờ gặp chị với mấy chị nhà hảo tâm giúp đỡ cho em bệnh đau hết, em mang ơn. Rồi thôi giờ ráng niệm Phật đi cưng. Dạ. Ráng niệm Phật đi ha, rồi đừng để cho mình phước chủ mai thầy, rồi để trị hết bệnh, rồi đừng còn lo cho con nữa. Dạ. Nhỏ ngoan lắm chứ con em nó ngoan ngoan lắm. Dạ hả? Nhiều sáng nó đi, nhiều khi em thấy nó trầm cảm quá, hồi đó giờ khi khổ quá. Chỉ có mình nó bỏ, cái nó không có nói tới luôn á, mà em bệnh quá thì nó biết mẹ ơi ráng sống với con đi để con. Rồi chị đi làm, chị đi bán buôn ở ngoài, em đi bán buôn ở ngoài rồi nó ở đây một mình đó hả? Thấy thương lắm, hiền lắm. Về đây mấy thấy chứ thấy không ít lòng ai hết. Chị bên này chứ bà thấy chứ bà thương không? Mà nó không có nói chuyện. Thích đàn trai đó. Cái mỗi lần có đồ chay người ta cho. Hồi nãy đi ở ngoài rồi nghe nói rồi đi luôn, hình thử ra không có đem gạo theo. Rồi để có gì thì chị đem gạo xuống, đừng để gửi, đừng có gạo nấu ăn ha. Tết thì cái chị này nói với chị vậy. Con, rồi nhỏ em xách xuống cho 4 ký. Rồi thôi chị về nha. Cảm ơn. Rồi cũng cảm ơn chồng sớm là rất là dễ thương. Chồng sớm rất là dễ thương nha. Giúp đỡ giùm chị. Dạ. Rồi thôi cũng nói thôi, giờ vô bệnh viện là phải có tiền chị, chứ không có tiền. Chị vô rồi mà không có tiền thì chị đi về. Rồi em mới đi về. Rồi cũng cầu mong trời Phật thương, đừng để em có được cái hữu duyên. Cái hữu duyên thì được các nhà hảo tâm người ta biết tới ha, rồi giúp cho mẹ con em để có đường trị bệnh. Linh xin cảm ơn gia đình thiện nhân, cũng như cảm ơn em đi võ, cảm ơn rất là nhiều các thiện hữu, các nhà hảo tâm chung tay để giúp cho hoàn cảnh này. Linh dạ. Giờ cũng không biết đi vô trỏng là bao nhiêu đây nữa. Thì đó có 500 rồi đi vô bắt. Thường thường là ở bên em ba bệnh á, người ta vô bắt nhập viện là người ta ứng hết 2 triệu á. Thôi bây giờ như vậy, thôi bây giờ như vậy ha, chị đại diện nhà hảo tâm lý ra
ha, chị đại diện Lý Ca trao cho em thêm 500 nữa. Dạ, như vậy là tổng cộng là em nhận được 1 triệu ha cưng. Vô trọng nếu mà người ta kêu tận ứng á, thì chị nói bây giờ tôi có 500 hàng nhiêu thôi. Chị còn bỏ túi để mà chị lo trong thuốc men nữa. Còn nhiêu thì để từ từ rồi tính. Rồi thôi Linh, cảm ơn Lý Ca, cảm ơn gia đình thiện nhân và Ly Võ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, rồi xin bye bye ạ. Em xin cảm ơn. Đi.